Chào mừng đến với kênh Chứng khoán Căn bản. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình nến ba chú lính trắng. Một, mô hình nến ba chú lính trắng là gì? Ba chú lính trắng là mô hình dự báo đảo chiều xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Nó được cấu tạo bởi ba nến tăng liên tục và được coi là mô hình đối lập với mô hình ba con quạ đen. 2. Đặc điểm của mô hình ba chú lính trắng. Mô hình ba chú lính trắng là mô hình trực quan mà nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận biết, mô hình báo hiệu đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Ba nến của mô hình đều có thân dài, bóng ngắn và đều là nến tăng. Giá mở cửa của nến sau phải cao hơn hoặc tương đương với giá đóng cửa của nến trước. 3. Diễn biến tâm lý của mô hình ba chú lính trắng. Từ một xu hướng giảm, tâm lý thị trường tiêu cực chiếm ưu thế, hầu hết nhà đầu tư đều do dự trong việc tham gia vào thị trường, dẫn đến tình trạng quá bán. Từ đó, một làn sóng vào lệnh mua xuất hiện khiến thị trường hình thành một nến tăng lớn. Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều tăng giá. Chuyển động đi lên liên tục trong 3 phiên liên tiếp cho thấy tâm lý thị trường tích cực đang đẩy giá lên. Sự đảo chiều mạnh mẽ này cũng xác nhận đà giảm đang yếu đi. 4. Chiến lược giao dịch. Bước 1. Xác định điểm vào lệnh. Hãy đặt một lệnh chờ mua cách đỉnh cây nến số 3 một vài pip hoặc chờ thêm diễn biến những nến sau đó. Nếu nhà giao dịch vội vàng vào lệnh mua ngay sau nến số 3, nhiều khả năng sự đảo chiều sẽ thất bại. Bước 2. Xác định điểm đặt dừng lỗ và chốt lời. Trong mô hình ba chú lính trắng, do khoảng dừng lỗ tương đối ngắn nên điểm dừng lỗ nên được đặt ngay phía dưới đáy nến số 3. Trong một số trường hợp, thị trường bị nhiễu ngắn hạn, giá có thể đi xuống chạm mức cắt lỗ trước khi quay lên tăng mạnh. Nếu nhà giao dịch không đủ thời gian để theo sát thị trường, có thể nới điểm dừng lỗ xuống các đáy trước đó nhưng vẫn phải đảm bảo tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận hợp lý. Về điểm chốt lời, nhà giao dịch nên đặt ở các vùng đỉnh cũ phía trên. Để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch, hãy cùng quan sát biểu đồ dưới đây. Nhà giao dịch nên đặt một lệnh chờ mua trước đỉnh cây nến số 3, sau đó đặt điểm dừng lỗ ngay phía dưới đáy nến số 3 và đặt chốt lời ở vùng đỉnh cũ bên trên. Làm sao để theo dõi giá tiền ảo mọi lúc, làm thế nào để có được những cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất? Hãy tải Bitcoiner, ứng dụng hỗ trợ phân tích, theo dõi và hẹn giờ các giao dịch tiền điện tử trên thị trường. Bitcoiner đã nhận được hơn 1 triệu lượt tải trên toàn cầu và hàng ngàn rating 5 sao. Tải Bitcoiner ngay hôm nay trên Google Play và App Store để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đầu tư nào. Cảm ơn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất về thị trường tài chính và chứng khoán.